gái. Ông có khùng không mà từ Sài Gòn chạy lên đây ông nhận tôi làm em gái? Ủa làm gì thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Em nói được cái là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8/8/1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ hiện bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài từ ở ngoài cho đến cho tới bây giờ luôn, anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bả kiếm được em. Bả mê giống như bả nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nó đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng hồi nào ta? Như nhầm đúng không? Không nhầm thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Đúng không Nguyên? Dạ chắc duyên số anh. Mà sao cái trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không, thực sự có cái gì em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo, cũng hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xa em chỉ. Em chỉ trời chỉ mây gì đó, em không thoại gì đó, em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhưng hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi như rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn hò ra gặp ở ngoài chùa bà. Trời. Vậy hả? Dạ cái sự tích là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Lại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi. Chù để chia tay rồi mình nhảy vô giữa. Đó thì được cái chù linh. Chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á. Đi luôn con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh. Rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ. Cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương á anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ. Em ở ngay Thủ Dầu Một anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Bà nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn cho nên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi ôm đi, ông kêu em á thì ôm ổng, cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng bụi đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê võng vô ngồi, cái tự nhiên cái tưởng ta nằm một cái võng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái võng rồi đuổi vô đây chi tức nó. Sốc này thì má bị lẳng lãng thôi, nhưng cái ngủ vô đây nằm hai cái võng cái tức quá, nằm võng này kêu suy nghĩ à. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi cũng nói hết rồi mà cũng xào ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi cái gái để chi, để đứng này cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu gì đó. Cái kiểu vậy. Bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gửi mình vô đây mới vô, mình giống như con hổ vậy đó,
mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy? Tự nhiên vô đây tự nhiên cái bả gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có cái mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là cái xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em đi ngang mà em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi, cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê mụi. Càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự mình là lúc mà em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi đây quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu? Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác, ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói không được, vô đó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng nói thôi vậy thôi thì em lên em coi em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nói vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ông kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thật sự trời nắng mà, đúng không hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm, mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thật sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú bà quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm, nhát. Ông nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh có xa thôi. Có nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi mà nhát dữ vậy trời. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Về được vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta mà quấn khăn rồi chườm gừng này nọ để làm cái bụng nhỏ lại á. Chườm hoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ cái này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc dạ, nghiêm túc dạ. Cái rồi em còn chăn chối nữa mà chăn chối mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là bây giờ tôi bớt tổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ơi cái bụng trời không bụng lùm cái bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? Ờ chỉ luôn. Wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, hai đứa rồi? Dạ ba đứa nhỏ một tuổi. Một tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là ba tuổi rưỡi. Bốn năm ơi. Em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là dạch mặt nhau đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ, chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo ông gì đây, tụi em lý gì lý vậy, tự nhiên là chưa gì lý gì, phải có lý do chứ lý gì, để tôi về chạy về tới đây ông trả lời đi, cái gì trong này, ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật ông kêu ai là bà xã, cái bả đưa nguyên cái clip bả coi 20 phút em coi hoài. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả, ông nói sao nè, cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi giọng ông đúng không, mà y chang chị ơi, trời ơi y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn em. Em tua đi tua lại em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi mà chỉ nghe cái giọng thôi tức quá trời, tức trời ơi giọng không phải của tôi
Và đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được Minh Quang? Thì em Minh Quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã rồi đó cái coi xỉn rồi xã nào cúp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào ly dị có câu là hoài ly dị nữa trời ơi trời tức quá mà gà cãi không được trời ơi tôi có biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó em, cái lần đó xỉu luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng nay em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen tôi mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó. Thì sao lúc em dạ, sao? Lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau cơ có một tháng à nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao á mà giờ em đi không có được tại vì có em mình em hai đứa nhỏ đó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra được khoảng một tháng hai tháng không có một tháng à thì cũng may coi như là trời thương đó đúng không trời thương đó trời chứ thương. Nếu như mà lúc đó nằm mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình là chết mà, ta là chết luôn ghê lắm bởi vì cái ghen nó rất là tai hại nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen phải sẵn kể luôn đi nè đã tật ghen nè rồi còn tật xấu gì không hết rồi một cái một đó thôi dạ chỉ một cái một đó thôi à, vợ con là number one mà trừ nhẹ nhẹ xíu thôi thiệt không thiệt nghiêm túc tới em nó quyền có tật xấu gì không ông có tật xấu ít cũng ít chứ không có nhiều chưa? Em nói rồi khui đi em ông chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á cái em lấy cái phủ trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó cho ông ngái mình ổng vậy rồi nó bắt thở đó ông dài lưng rồi dạ đưa cái gối đè luôn là xỉn đó dạ xỉn về là không tắm nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không còn đi nhậu không dạ không ít lắm lần đó nó hứa rồi là con không nhậu nữa con không xỉn nữa đó dạ không bỏ luôn thiệt bỏ hút thuốc luôn bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua cái đó không phải là tật xấu đó là cái tật của người ta rồi cái gì nữa nè có bê bối có bừa bộn bừa bộn bê bối sạch sẽ không hay là ở dơ là đỉnh như nào ở dơ có dơ đỉnh là bê bối đi về là quần áo dục ra dục tùm lum hết là em phải đi theo là em dọn rồi nè nó nghe nè rồi có phụ vợ nấu ăn hay không dạ không có nấu ăn từ hai chồng thích nấu ăn nấu ăn ngon không ngon mỗi lần nấu là 200 cái lộn cái ở sở thích ổng khác dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em trời ơi bắt em ăn muốn chết luôn bây giờ mới mập được vậy chứ dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận giận là cái lộn hay giận nữa hả giận lắm giận hờn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ thứ đây nè em là chú hay giận giận lắm không thích là vali đồ đạc bỏ vô đi mà đi ra tới cửa không kêu lại thì quay vô y chang vậy luôn đó tự quay vô dạ. Thiệt có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp hả nào nhấp coi xem có kêu hay không phải kêu hay không mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không thì đó dạ, có vài lần mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận đừng bỏ vợ về Sài Gòn cảm thấy lên lần này thôi nha lần này thôi nha là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn có một bữa em cho đi luôn sao, có một bữa em, đó, em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi ông cái lần đó lỗi là của em hay là của ai hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la làng rồi là ông cứ la em bực bội quá em nói sao lần nào cũng vậy lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo rồi lấy quần áo ben rồi để vô đi cái em không thì mang nghỉ nữa cái ông thấy em năn nỉ không càng hốt vô em nói rồi đi kêu taxi giùm cho rồi đi em nói dạ sao đi được rồi đi mất vợ sao ông rồi, đi đâu liền quay vô liền quay vô mặc cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô mặc hàng lắm quay vô ra bộ kiếm gì đó trời bà, kiếm hoài luôn không biết kiếm gì luôn bớt điện thoại rồi tùm lum hết rồi ghiếc rồi bị lờn rồi không cho đi luôn mà muốn chơi chiêu thác bà tôi uống thuốc chuột tôi chết anh em kể này cho vui lắm nè ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu mà phải chuyện mà lớn đâu ông order một chai thuốc chuột về luôn ở trên mạng về ôi em sợ em chết em kêu trời ba bị gì hãy ba chưa? Hãy chiêu cô chưa nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu mà em nghe thấy có order nghe sao rõ ràng dĩ nhiên mà alo chị mang tôi chai thuốc chuột nha ok chị nghĩa là thấy sợ rồi cúp máy bao nhiêu cái gì ba ngày ba tiếng thôi thôi ba ngày rồi ba ngày tôi chết được sao cúp máy trời em sợ quá trời sợ liền nó nói gì mà em cũng tin luôn trời ơi trời dữ dẫn dữ lắm mà nói thiệt luôn mà cái em đại cái em đang nghĩ thôi chồng ơi vợ sai rồi mốt vợ ông vậy nữa thôi mà vậy là cái xìu xuống liền chuột ơi đừng lại giờ tôi nha ông chồng chuột của nam ơi nè
thiệt. Dễ thương quá. Rồi, á, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Phải nực. Ý là thủ tục vậy đó. Có nực nữa không? Đó thì em mới âu yếm ổng, bữa nay em về mà em mệt quá, mắt chăm hai cái coi là em lăn đây em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận. Lại dọn đó. Đồ vali đi tiếp. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có cái vali của nhà em là lúc nào ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thật sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bả dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bả sợ em gì đâu, cứ mỗi lần ấy, thôi mà sau này bả vậy nè, thôi mà đúng rồi, cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Em cứ ôm ra là cái em mới sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao, bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng cho bà sao đâu. Nguyên đứng lên nó thử không, làm y như đây, 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 đây. Đó đó nựng như mặt em phải vậy đó, nhưng mà em khoái à. Khoái khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm vậy. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, đây. Em rất dễ chịu, sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế em đó, đó là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ông mới nghe em. Còn em mà xìu là ông lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em cũng cãi lộn đâu đúng không? Mà còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn là sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm giác em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À, để mình được lên, cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin mà làm phiền tôi quá. Nói chung là con cũng dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận, chứ không phải là 4-5 năm hay 1-2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè, một câu hứa hẹn. Đó. Nói gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn vali mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nè, cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, nha. Chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Tư ạ. Đang làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 28 tuổi. À, Tư 28 tuổi. Dạ. À, em có người Bắc hả? Dạ em người Bắc ạ. Ờ. Còn em? Em tên là Mai. Năm nay em 25 tuổi. Ừ. Em làm nội trợ. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ gặp nhau trên mạng Yahoo anh. Cái nick của anh thấy sớm sớm. Thi sĩ tài hoa vậy. Thi sĩ tài hoa. Thi sĩ tài hoa. Tên hay gì mà nói sinh sớm. Thấy sinh sớm anh không nói chuyện, cái lúc sau cái thấy buồn buồn thôi nói chuyện luôn. Anh Tư anh hỏi thiệt nha, thi sĩ tài hoa. Dạ. Nhưng mà em có biết làm thơ không? Dạ có, thì hồi cấp 3 có làm thơ. Nhưng mà bây giờ có làm thơ không? Dạ giờ chắc thực dụng quá rồi hết rồi, làm thơ. Sau khi chat rồi đó, dĩ nhiên chat viết một thời gian thì phải gặp nhau đúng không? Dạ. Đó vậy thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà các bạn gặp nhau ở ngoài là như thế nào? Dạ lúc đó em đi với cậu, tại em hẹn trên mạng mà nên sợ lắm. Giống đi mình lên thấy ảnh đi chiếc xe thì cà tàng, mặc đồ thì quần tay quần ống le le. Ống le, ống le. Râu ria thì xòm xòm hút cạo để nhìn già lắm kìa. Vậy hả? Rồi hai người gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhưng mà gặp ở nhà trọ em luôn. Trời, lần đầu tiên gặp nhà trọ luôn. Bởi vì nó đi cậu đó. Đi cậu là đúng rồi. Rồi sao? Nhưng mà em tự nhiên xem hẹn người ta ở nhà trọ, vậy em có ý đồ gì? Tại hồi đó em
chắc hiền quá, không có đi, không có thường xuyên ra ngoài cà phê. Thì ra quán cà phê em thấy rất là ngại, thôi hẹn để tới nhà ăn cơm luôn. Để đi em mua nấu đồ cơm nhà. Luôn à? Em nấu cơm luôn à? Dạ. Ờ, rồi bữa đó khi mà thấy đi với ông cậu thì em có sốc không? Lần đầu tiên thì nhìn trên cái avatar thấy dễ thương lắm, mà lúc mà gặp thì bạn ấy đầu tóc còn hoe, quần áo rách rưới, nhìn rất là quậy. Rất là quậy. Dạ. Thành ra cũng hơi thất vọng về cái trong cái suy nghĩ ban đầu mình. Rồi đã vậy còn đi với ông cậu nữa là coi như không làm ăn gì được luôn. Nói chung hai đứa đều thất vọng về nhau hết, thì lý do gì mà đến em đi nhau. Đến nhà trọ chi cho mệt mỏi vậy? Con dạ. Người gì nhỏ xíu gì mà râu không không thấy bản mặt luôn. Vậy, gặp chị là chị đó. Đi luôn đó, chị không có về đâu nó. Tại vì gặp xin lỗi anh, bữa nay em bận rồi, ví dụ vậy. Cái điều này nó có cái gì? Cái gì đó đúng không? Dạ thấy anh hiền với lại chất phát. Vậy bây giờ anh hỏi là nếu một người hiền như vậy mà chất phát như ý em nói và khán giả đồng ý, vậy thì chắc các bạn là yêu nhau phải tìm hiểu nhau rất lâu mới đám cưới đúng không? Dạ không, 4 tháng. Ta. Anh đi đâu không biết suy diễn. Không suy diễn gì? Bây giờ chị nói em nghe, toàn hẹn ở nhà trọ thôi. Chị hỏi em mà không cưới gấp thì là làm sao? Ba má không biểu cưới, bác sĩ cũng biểu cưới. Ủa nhưng mà họ có hẹn ở nhà trọ nữa không? Thì nhà trọ nó đây đâu biết quán cà phê nào đâu. Cứ hẹn tới nấu cơm cho ăn. Mà nói chuyện lại duyên dáng là dễ thương vậy. Thì thử hỏi chuyện gì xảy ra sau khi ăn cơm xong. Thì rửa chén. Ủa nhưng mà 4 tháng là đã cưới rồi hả? Lý do? Lý do bác sĩ kêu cưới. Thấy chưa bác sĩ kêu cưới té nữa đi cho rồi. Còn bây giờ hay vậy á. Lúc mà bác sĩ kêu cưới á, em thì ở nhà trọ chưa đi làm. Dạ. Vậy thì lúc đó tâm trạng như thế nào? Tại lúc đó thì em cũng nhận được học bổng đi du học rồi. Ồ. Cái vợ mới gọi điện báo là có bầu. Lúc đó em thất vọng lắm. Cũng sợ nữa, vừa sợ vừa thất vọng. Thất vọng về bản thân đúng dạ, không? Dạ, thất vọng về mình. Mình công sức mình bỏ ra rất là nhiều cho việc học hành. Rồi bên nhà cũng kỳ vọng của em rất là nhiều. Nghe nói tức khóc. Em nói giờ anh cứ đi đâu anh học hành sao đó kệ anh. Em để con là em nuôi. Rồi cuối cùng? Vậy cuối cùng anh mới gọi điện về cho gia đình anh là thôi xin cưới. Cưới xong rồi em có đi du học không? Dạ không chị ạ. Tại lúc mà quyết định cưới vợ em rồi á. Không có đi nữa. Là không đi nữa? Dạ. Cái giai đoạn mà thuyết phục bên nhà em để cho cưới vợ cũng rất là khó. Khó khăn lắm, nhà không ai đồng ý. Như thêm cái nói là con gái nam thì nó không có. Vì cái vùng miền mà con gái miền Nam rất là bộc trực. Có làm sao nói vậy, đúng không? Nhiều khi là xấu hết. Ừ đó thì miền Nam là vậy. Chắc chắn là hai bạn về sống với nhau là sẽ có nhiều những cái việc mà về tính cách mà vùng miền tập quán phong tục đó. Dạ. Rồi chắc chắn là sẽ có những cái điều mà mình sẽ bị mâu thuẫn đúng không? Dạ cũng có gây nhiều lắm. Anh này thì anh kỹ tính, kỹ lắm. Nhà mà dơ chút xíu là anh lau. Anh vừa làm anh vừa nói nhảm bực mình lắm. Có nghĩa là rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ đúng không? Nhưng mà làm vừa nói. Cũng giọng nói đó lúc mà mới gặp nhau á là mê cái giọng nói đó. Nhưng mà cũng giọng nói đó sau hôn nhân là coi như là khó chịu đó, lảm nhảm đó. Nhưng mà có lần nào hai vợ chồng cãi vã nhau là cái chuyện cũng vì cái chuyện đó mà lớn không? Dạ không, chỉ có ảnh từ khi mà ảnh thay đổi công việc cái ảnh có gái gú mặt vô mới. Hả? Anh không nghĩ là có gái gú hả? Em cũng bất ngờ, em cũng không nghĩ ảnh là vậy luôn á. Chị cũng bất ngờ luôn nè. Hai năm đầu thì không có vấn đề gì, hồi đó em làm công việc thì nó rất là ổn định. Cứ tới tháng lãnh lương rất là đều. Nhờ sang năm thứ ba thì em thấy nó không có ổn lắm. Có vợ con rồi thì cần phải tăng thêm thu nhập nên chuyển qua kinh doanh. Kinh doanh thì lúc đó bắt đầu phát sinh về vấn đề đi tiếp khách hàng. Rồi em làm sao em biết chuyện đó? Lúc đầu cái cô kia có nhắn tin hỏi sao lâu quá anh không qua quán của em, không ghé em. Em giả anh em nói là em nhớ anh phải không? Cái cô nó cũng hừ luôn. Lúc đó ảnh đang kế bên mà em hỏi cái cô này là ai à? Anh mới nói không có gì hết á, chỉ quán nhậu rồi anh nhậu anh cho số vậy đó. Thì bắt đầu cái em mới hỏi nhưng mà anh chối không à. Anh không bao giờ nhận hết á, mà anh cũng chẳng có giải thích gì hết trơn á. Cái đó là nhỏ thôi, còn qua lần sau nữa. Chuyện nào nữa? Có cái cô Kiên Giang á, cô nhắn tin là em biết số điện thoại của Mai, anh thua rồi. Em mới nhắn là em nói thua là sao, cái cô mới nói là nếu mà Mai á thì đừng có nói chuyện với cô đó, mất công là em bị tổn thương á. Cái em mới nhắn qua cho cô đó nói là chị có chuyện gì với chồng em á thì cứ nói đi em nghe. Hỏi anh thì anh nói là không có gì hết trơn á. Tức quá em gọi điện cho nhà chồng em á, gọi cho má chồng rồi em chồng em gọi hết luôn. Mét phải không? Dạ.
Tại em gọi cô đó, cô không có, cô không không dám nghe hay sao á. Lúc đó em đang có bầu bé bé sau chứ em có bầu là em đi xuống dưới luôn rồi, đi xuống Kiên Giang luôn rồi đó. Giờ để phải hỏi chồng, khi mà vợ bắt gặp những cái bằng chứng cụ thể như vậy thì lúc đó em sao? Tại cũng không biết nữa, cũng không nhớ nữa. Em đi tiếp khách chắc say xỉn rồi, có cho số rồi mấy bạn chắc là phá hay như thế nào thôi chứ còn không có. Còn cái ở dưới Kiên Giang thì xuống đi lắp máy ở dưới đó thì có đi chơi thôi chứ còn không có. Chuyện nó xảy ra là bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2 năm. Rồi thời gian này có gặp được những cái tương tự giống vậy không? Dạ không, em siết chặt lại. Kiểm tra tin nhắn, rồi Zalo, Facebook em cũng tra hết luôn. Không chừa cái nào hết á. Nhưng mà hiện giờ nè, ở trong nhà của mình á, anh có chu đáo không? Anh có lo cho em với con không? Dạ có chị. Tiền lương của anh về có đưa cho em không? Thì tiền lương thì anh đưa nhưng mà mấy cái tiền linh tinh ngoài gì đó em không biết. Tiền lương thì tức là ở đây ý chị muốn hỏi là nếu mà gạt đi tất cả những cái mà em đã biết thì chồng em á, em cho là mấy điểm? Dạ 8 điểm. 8 trên 10. Dạ. Mà bây giờ tụi em lấy nhau mấy năm rồi? Dạ 4 năm rồi chị. Ở đây chị muốn nói vấn đề như vậy nè. Nếu như hồi nãy chị hỏi em mà chồng em á mà không lo cho gia đình nè, chỉ có biết đi chơi, chỉ có biết là quăng tiền về xong rồi không để tâm gì tới vợ, tới con các thứ, thì có ra lên án ngay lập tức. Yeah. Ngay lập tức. Tại vì vợ chồng á, lúc nào cũng vậy. Đến ông thủ tướng, ông tổng thống ở đâu mà nổi tiếng nhất thế giới á, ông cũng dính vô cái chuyện đó nữa. Yeah. Đừng nói chi là một người bình thường. Chị không khuyến khích em làm tất cả những việc đó, nhưng chị mong rằng em đừng bao giờ để vợ em buồn, đừng bao giờ để vợ em phải đau khổ về cái chuyện chuyện của mình. Tức là vợ em hỏi em đi đâu em nói hết rồi. Chứ em không có kể, em không có giữ. Em có giấu đúng không? Không có giấu. Không, bây giờ coi như tất cả mọi chuyện là nó đã qua hết đi. Dạ. Bây giờ anh chỉ mong rằng là hai bạn sẽ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng là em phải hứa với vợ em đừng để cho vợ mình buồn và đừng để vợ mình phải hiểu lầm và phải tin tưởng mình tuyệt đối hoàn toàn. Anh hứa với vợ là từ nay anh sẽ không phải để cho em buồn nữa. Và anh sẽ cố gắng lo cho hai vợ con em cuộc sống thật là tốt và hạnh phúc. Anh mà được vậy em mừng quá. Dễ thương quá, hai chồng hôn nhau cái coi. Chỉ cần một người hiểu em trong đời nha. Rồi. Thôi, cảm ơn em. Chú quá thật. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở phường 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi. Con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, dạ. 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như cũng như nhau mà. Em với anh chị đi. Rồi, 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Đúng, có thể chia sẻ chút xíu về đáng yêu vậy. Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không. Chị coi trên Facebook á. Ghiền coi lúc người ta cứu cứu mèo, mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai để hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ thật. Bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên, họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thật ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu. Rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó. Rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó vỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì
Em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi, thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Dạ. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó bé mèo đang bị tai nạn, nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn, hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng dạ. Có như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm. Thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em, hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm, và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào. Thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó, thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á, thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần rồi bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á, thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình, hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Nhiều. Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn mà bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp. Không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái đó, gặp nhau nè. Đó. Lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng 1 tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô gì? Dạ công ty đa cấp ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết sao, hên xui sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh rồi ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra, mà cứ cười từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế là từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm.
À, lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường, nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai vậy? Dạ, trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp lắm. Xong rồi ba bển thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là ừ thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà nhỏ. Vì mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Đó. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng dạ. không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em tập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú dịch, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này anh kể anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó, mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó chuột mèo vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, á đúng chứ không phải lúc nào chứ không phải gặp, là mình phải vô lò mổ để chuột đúng, theo đúng, dạng đúng, là có đúng. Nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ biết bao nhiêu thì không được như vậy. Nếu anh nói có duyên á, dạ tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn? Bà nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé mày. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền thì trời cũng phải chắc mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm xíu ra xíu. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp cho em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thường biết mà hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à,
Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất là yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá, ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm mắng vốn. Thì tụi em là người la chính. La tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau. Rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài. Mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều rồi đòi chia tay miết. Vậy đó hả? Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng ra hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào. Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn lại. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á. Nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều. Thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên. Xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ. Thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn đó. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không biết định có con không, không có con. Lý do? Để dành cho nói coi dạ, tại sao chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng này, rồi vỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ giữa họ con họ với cuộc sống cái sinh mạng của họ dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau là đã nói rồi đó đúng không? Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác, giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho nên mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì nghiền vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là
em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao, rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Để cho anh khui đi đâu, để thôi giờ thôi, chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa. Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong ấy la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi, con không biết, con em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra, anh làm gì mà nó la dữ vậy đó. Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Là đuổi em đi ngủ với sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, dạ, tụi nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm. Xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì nhà đâu phải nằm máy lạnh được. Dạ, có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà rồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm tụi nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ, không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ, bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ. Dạ, tốn thêm khoản tiền. Dạ. Trong dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu, tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ, bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho nổi. Dạ không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé lắm, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á đó, dạ. đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì
em thấy là bé tình cảm á, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và lủng dạ ngay đây là lủng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi, tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, để em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có hai bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải bốn người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc cũng nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy mà cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đậu trên trển á. Sứ giả. Định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy nha. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á, tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn anh thay đổi gì hết. Vì thực sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy không có thật xấu gì đâu. Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là anh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt cái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại sao không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn, em nấu không. Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn. Là mì dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô, chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống. Thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ. Em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó
Dạ. Thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thực sự là em lo phần đó lắm. Tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Dạ. Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ. Và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á, thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa. Vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Dạ. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Yeah. Bởi vì em phá cái nguyên tắc. Tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Yeah. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Yeah, yeah. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Yeah. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Đó, miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, mất công cũng, lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi, cảm ơn thật hai sự đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok.